Vâng, xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với video của mình tiếp theo. Vâng, hiện tại thì bây giờ mình đang có mặt ở trên đập lòng muối đây của xã Giáp Sơn này, mọi người nhé. Nên mình lên đây review khung cảnh trên này cho toàn thể mọi người cùng xem, và cũng như là lên đây lại gặp ông anh. Ngày xưa mình ghép vải cho anh, thì hôm nay thấy anh lên trên vườn khuynh vải thì mình quay cảnh đây cho mọi người xem. Đây là một cái đập của thôn muối này. Đấy, hiện tại thì bây giờ đập nó rất là cạn nước rồi. Cái này bây giờ kiểu như là tháo nước cho mấy xã ấy nhỉ? Xã mình với xã ngoài. Đừng núi nào lim nữa phải không? Bây giờ lim không lấy rồi. Bây giờ lim không lấy nữa. Nếu là mai tô mới thì chay, mới thì muối. Ừ. Ba thôn. Phì nữa chứ nhỉ? Phì nữa chứ, phì vẫn thắng. Đây, vườn vải rất là đẹp và rộng luôn. Bát ngát. Đi, anh lên vườn. Anh đang chuẩn bị đi khoanh vải. Dấm này làm đẹp này. Nó không mệt. Làm thì vài hôm nữa đi làm lại không. Là thằng gì à? Một mình ở đây là vừa bên kia anh vừa phát xong rồi. À, bên kia cái cũng ở nhà anh nhá. Ở nhà anh chứ. 3 buổi phát xong. Ô, trước cái đấy có em được ghép không nhỉ? Không, cái kia là dòng gốc à. Dòng gốc không nhỉ? Đây của đứa cháu sang nước ngoài nhưng mà vừa nó ghép hết rồi. Ừ. Con chưa ghép hết rồi. Năm ngoái, cái năm rồi em ghép từ đâu nhỉ? Từ đây nhỉ? Từ đây lên đấy, đúng rồi. Lùm ra nhìn đẹp phết ở đây nhỉ. Đây là toàn bộ là cây vải theo chính vụ đấy, nhưng mà cái lần này anh chuyển đổi sang Thanh Hà à, quanh đây đấy. Cái này anh khoanh bằng cưa khá nhanh ấy nhỉ. Mình khoanh nhanh ấy nhỉ, có lượng nhanh hơn cái móc kia không? Nhanh hơn đấy. Nhanh hơn á? Móc kia liền nhanh lắm, vẫn liền được á? Cái mạch nó to thế mà vẫn chất thành mâm nhìn ra nhanh lắm. Ừ, anh làm một năm rồi không chưa được. À, cái này nó còn là lâu. Rũa đi rũa lại thế với gì? À, em nghĩ là nó dây dây đi dây lại này lâu hơn. Đúng. Ý kia nó lâu hơn. Vẫn lâu hơn à? Cái lâu hơn nhưng mà liền nhanh hơn. Ừ. Đưa tháng 11 là những cành này trong này là rớt đi hết. Lại rớt đi nhỉ? Bây giờ rớt đi nó kích nó rớt lên thì bây giờ là coi như là kích nó. Kích nó đau nó mọc lên ngay. Nên lọc ngay. Rất đi là tức nó là nó ra lọc đấy. Ừ. Lọc đẹp thế nhỉ? Năm nào anh cũng tốt hẳn. Nhưng mà anh cái này lọc lo nó nhỉ? Non nó mới ấy xong rồi nhỉ? Ừ, nó chưa già. Nó khoanh lọc non này khéo quả nó mới sai mới đẹp cơ. Đẹp. Ừ. Còn khoanh già quá là của nó. Ừ. Hãng là khó. Đúng rồi. Đây, cái lâm mình ghép cho anh ấy, nhìn lọc nó đẹp này mà. Cây đẹp. Bây giờ được 3 tấn này. 3 tấn này hả? Ừ. Ê, lúc thuê ghép cũng rẻ ấy. Hai vợ chồng đi nước ngoài. Lại đi Nhật rồi bỏ vườn đây. À. Đấy, cái này anh bây giờ cứ để có hai cành này khoanh nhanh rồi. Còn cành kia mới lâu rồi, từng cành một. Này to to gốc này mới nhanh à. Ừ. Không cần sâu lắm á.
xương rồi. Đến xương rồi à? Xương rồi. Ừ. Ô cái này cũng sắp phết nhỉ? Chưa. Còn mài nó cun đi ấy. Này mua về xong bắt đầu mở mở răng bắt đầu mình cọ xuống bê tông ấy. Ừ. Tiền đó. Sợt sợt lúc đã được mấy cây rồi, ba cây rồi. Nhanh vậy. Bây giờ có từng nhà thôi, có từng nhà thì được khoanh thôi, có nhiều nhà thì bây giờ vẫn đang kích, đang ấy rồi. Ừ. Nhà em hôm qua cũng phải phun đấy. Lộc ba này. Lộc ba. Bây giờ mới đang gan gà. Lên một buổi khoanh, anh khoanh được bao nhiêu cây? Buổi á? Ừ. Anh chắc được 30 cây. 30 cây hả? Ừ. Vừa làm vừa chơi, vừa chơi đúng không? Bởi vì cái cành nhiều quá. Ừ. Lâu. Cái này trước anh nếu mà kiểu như bơm nước không anh tiện anh dắt luôn đi cái cành, những cái cành bên dưới ấy. Ừ. Không, bây giờ mình dắt này thì sợ nó lại kích đau lên. Sợ đâu. Mình nhưng mà ở đây mình đất núi ấy nhỉ, đất ruộng ơ, mình đây trên này núi này thì... Nó vừa rồi kiếm được phết nhỉ, mấy tấn nữa vơ nhỉ. Vơ này á? Ừ. Năm nọ là... Năm ngoái năm kia nhỉ? 9 tấn ấy. 9 tấn á? Ừ. Ghê nhỉ? Tổng cộng hết gì? Tổng hết gần năm ngoái, năm kia thì 9 tấn ấy. Ê. Khá là rộng như thế, mọi người... Vườn nhà anh cũng rộng, tương đối là cũng rộng và cây cũng to nên là tỷ lệ nó cũng rất là đạt. Nên anh nhớ quanh bằng cái lưỡi cưa thôi. Đẹp thật đấy đây. Mỗi năm thì mình vẫn đi ghép thuê đấy, nhưng mà mấy năm nay mình lại không đi bởi vì là mỗi năm là mình đi cùng với ông bác ruột của mình nên là hai bác cháu tranh thủ đi ghép, mà các bác nào mà có nhu cầu thì là vẫn đi ghép thôi. Đấy. Ghép rất là đẹp, anh vừa trêu là ghép hỏng hết cây, đẹp quá. Bây giờ đây lớp lộc Thanh Hà nha mọi người nhé. Trước nhà anh là cây nguyên bản là cây vải thiều chính vụ ấy, vải muộn lên là anh có nhiều cây quá anh chuyển đổi sang. Anh xem cái cây tơ tơ này ai à, của anh cũng đầu phết đấy. Cái lớp lọc nhà anh này nói chung là gần như là lọc lon mới ban xong đấy. Mình cứ tham khảo thôi, tham khảo xem. Ô anh quên cây này à, quên một cây này hả? À non lên là đá gì? Ừ. Có như thế này mình còn đang là phải vào thì quanh. Ừ, cái này vài hôm nữa nắng thì quanh lại cũng được. Đây những cái cây này này. Đấy. Rồi anh hai vườn đây vườn nhà chắc tầm 7 tấn đấy, nhưng mà được 3 bố con à? Ừ, mỗi 3 bố con làm. Thế chị vẫn đi mua vải à? Anh vẫn đi làm công ty. Chị lại đi làm công ty. Ừ, chịu khó nhỉ. Bây giờ một mình anh làm đấy. Ừ. Làm xong này chị chủ làm xong đây còn ít nữa là đi làm đường. Mày sau làm đường lên đây á? À? Làm bê tông à, vẫn đi làm đường bê tông. Tranh thủ được nghỉ ngày nào nhà thì đi khoanh nhỉ. Làm thì cũng phải nghỉ. Ừ. Mày à, mày không chết tao không chết.
Mình chết được đâu. Cứ khoanh thì khoanh đau rồi nó sang năm nó mới ra củ kịch. Cái giống nó phải khoanh đau cơ nhỉ. Ừ. Cô nhà bảo là năm ngoái khoanh bây giờ chưa liền. Thế là tiếp tục. Vẫn chưa liền á? Vẫn chưa, lại chưa tiếp. Đấy là khoanh nặng quá nhỉ. Mới lại chắc là cái khoanh cái mạch chứ không phải bằng to hơn cái đầu, to hơn cái đũa xem. Hai lần chắc là liên lại mới rộng. Ừ. Mỡ vào gỗ sâu quá là chết đấy. Có sợ, có giỏi không? Không. Cái này không sợ nhưng mà riêng u hồng là gốc của nó là gốc u hồng là khoanh đồng non này là chết. Nếu mà trở vải nặng là tức nhỉ. Ừ. Từ bên kia trở về đây thì không sợ. Cứ hết đổ 5 mét à? Chắc 5 mét. 5 mét nhưng 5 mét là nên mở làm gì đúng không? Ừ. Đổ sang bên dốc vườn này xuống. Quá nhà em, nhà em thì không. Nhà em đầu bên này đi sang đường bên vặt cơ. Ừ. Mà đường đấy nó đổ xuống bên dốc bên kia. Chắc chưa có dự án. Chưa. Đổ từ đỉnh hết hết này. Hả? Đổ từ đỉnh hết hết. Ừ. Đấy, đổ từ đỉnh hết xuống. Cái gói tàu này của... Không biết là của bọn nào. Hả? Không biết, em cũng không rõ là của bọn nào. Của cái thứ với lại còn cảnh ở cái Tinh Hải Nam à? À. Ô nhìn màu vàng úa đi nhỉ. Lộc khỏe thế nhỉ. Nay sang năm thì quả. Quá khỏe luôn. Thế vừa rồi bón phân thì bón bao nhiêu phân xuống đã được ăn đâu? Con nước mà ăn. Mưa ông mưa ấy nhỉ. Mưa bắt đầu hết vải gì. Toàn đồi vải. Đấy. Khoanh một lúc nữa cho nó. Ô, khoanh mới một lúc mà đã đến gần chục cây với nhỉ. Nhanh. Căn bản là khoanh theo cái gốc kia nó cũng dễ rồi. To mới lại nó là ít đúng không? Nó không như khoanh cành. Đấy. Vâng, thế anh làm đi. YouTube anh ạ. Vâng. Ô vẫn có xe lên nữa đây nhỉ. Xe lên đỉnh núi luôn. Có đường tiện. Hôm nay mình lâu lắm hồi nay mới lên cái vườn của nhà anh trên này. Mỗi năm mình ghép cho nhà anh đây. Này lên tình cờ lại gặp anh ấy, đang đi khoanh vải nên là mình qua review vườn nhà anh chút cho mọi người tham khảo cái cách làm của anh ấy, mà anh hiện tại đang làm khoanh bằng lưỡi cưa. Đấy. Đây, mọi người nhìn cái phong cảnh rất là đẹp luôn. Cái đập này bây giờ nó cạn kinh khủng luôn mọi người ạ, bởi vì là nó không có mưa, bây giờ tháo nước dồn về mấy thôn, bây giờ thôn các thôn là trồng cây trồng nhiều, tưới tiêu nó cũng nhiều lên là cần phải có nước về. Đây đa số là vải thôi. Đa số là toàn là vải hết ở trên đỉnh đồi núi luôn. Trừ như những cái khu vực khác, sau những khu vực cây này thì là của bên trường bắn là nguyên là rừng, còn ở đây là vải nhiều. Mọi người xem cái đập xem. Này rất là đẹp nhé. Ok nhé, mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc cái video đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo lần sau của mình.
mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video hơn nữa nha mọi người nhé. Bây giờ xin hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.